Chào các bạn, tôi là Thoại đây. Và ngày hôm nay tiếp tục chuỗi video về hành trình phát triển bản thân để trở thành chuyên gia đào tạo. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn tiếp tục về chủ đề TQS, phương pháp tránh thai tự nhiên. Các bạn biết rằng phương pháp này có những ưu điểm gì so với những phương pháp khác? Bao nhiêu bạn đã từng nghe nói phương pháp này rồi, xin mời giơ tay. Chưa, các bạn chưa ai biết đến phương pháp này. Wow, tuyệt vời quá. Vâng, một số bạn đã biết rồi, một số bạn chưa biết. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về phương pháp này. TQS có nghĩa là gì ạ? TQS có nghĩa là gì các bạn? Chúng ta bỏ từ A ở sau đi nhá. Chúng ta không có sử dụng A ở đây. TQS có nghĩa là gì các bạn? TQS có nghĩa là tự quan sát. Đây là phương pháp chúng ta dựa trên sự thay đổi sinh lý của cơ thể để chúng ta nhận biết những dấu hiệu của cơ thể và chúng ta biết cái thời kỳ nào chúng ta có thể mong muốn sinh con hay là mong muốn tránh thai. Được chưa các bạn? Nó dựa vào những dấu hiệu. Và đây là phương pháp tránh thai hoàn toàn tự nhiên, không giống như các phương pháp tránh thai nhân tạo như sử dụng bao cao su, đặt vòng hay thuốc tránh thai hay thắt ống dẫn tinh hay cắt buồng trứng. Đó là những phương pháp nhân tạo và hoàn toàn không được phép sử dụng theo luật công giáo. Đúng không các bạn? Thì hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về phương pháp đó. Tại sao nó tuyệt vời như thế? Và phương pháp này thì mới được đưa vào Việt Nam khoảng 20 năm nay thôi. Nó và từ nước ngoài, do một ông bà người Pháp. Ông bà ấy sau một lần ông bà đi tham quan Việt Nam và ông bà ấy đến Việt Nam và ông muốn đưa cái phương pháp này vào Việt Nam. Đó thì đầu tiên là Thái Hà đấy, chúng ta được ông bà ấy truyền dạy cho phương pháp đó. Các bác sĩ đã học và đã chia sẻ áp dụng vào trong các cái khóa học của mình. Và hôm nay tôi đến đây để chia sẻ lại với các bạn về phương pháp TQS này. Thì rất mong các bạn sẽ học, sẽ áp dụng được những kiến thức từ phương pháp này vào trong cuộc sống hôn nhân gia đình của các bạn, giúp ích cho đời sống hôn nhân của các bạn rất nhiều. Và phương pháp này thì các bạn cần phải biết cái thời điểm chúng ta không thể qua, có thể gặp gỡ nhau tùy tiện được nó. Và chúng ta cần phải biết tiết dục đó. Cái thời kỳ nào là thời kỳ mà chúng ta mong muốn, chúng ta cần phải sinh con một cách chủ động, không thể là bị động được đó. Chúng ta mong muốn sinh con, chúng ta chuẩn bị tốt mọi sự về kinh tế, về tinh thần, sinh lý, tâm sinh lý đó, thì chúng ta mới bắt đầu sinh con, để cho con chúng ta có một môi trường cũng như một điều kiện tốt nhất. Được không các bạn? Bao nhiêu trong số các bạn mong muốn sinh con chủ động nào? Đó, chúng ta mong muốn là thế rồi đúng không? Và chúng ta học phương pháp này để chúng ta có thể biết được cái điều đó, chúng ta áp dụng. Thì TQS là chúng ta quan sát. Chủ yếu là ai ạ? Chủ yếu là ai các bạn? Nhớ bỏ từ ạ đi các bạn ạ. Đấy, không được ạ nhá. Chủ yếu chúng ta quan sát là quan sát bạn nữ, đúng không? Bởi vì nam thì chúng ta biết rằng là người nam có khả năng sinh sản hàng ngày. Đó, sinh sản hàng ngày từ thời điểm dậy thì cho đến chết. Nó sản xuất ra tinh trùng hàng ngày, đúng không các bạn? Còn người nữ thì chỉ có một vài ngày trong tháng, trong chu kỳ kinh nguyệt thì mới có khả năng thụ thai mà thôi. Nên ở đây là chúng ta quan sát các dấu hiệu của người nữ. Và cụ thể nhất là hai dấu hiệu, là một là chất nhầy, hai là nhiệt độ. Đó, chủ yếu chúng ta kết hợp hai phương pháp thì sẽ có hiệu quả cao hơn. Còn nếu không thì chúng ta quan sát là quan sát chất nhầy. Nhiều các bạn, chất nhầy là chất nhầy của tử cung đó.
Thì chất nhầy này nó khác với chất nhầy do các bệnh lý gây ra như là khí hư đó. Thì chất nhầy này là chất nhầy không mùi, và ban đầu thì nó trong suốt và sau đó thì có màu hơi đục như là lòng trắng trứng. Bây giờ chúng ta quan sát chất nhầy đó và hiện tượng của nó là kéo dây hay không kéo dây như nào. Đúng không các bạn? Chúng ta ghi lại cái dấu hiệu, cái biểu hiện cao nhất của cái ngày hôm đó. Nếu chúng ta cảm thấy khô ráo đó, các bạn nữ cảm thấy khô ráo hay là cảm thấy ẩm ướt nó, thì chúng thì các bạn ghi lại. Cần phải, phương pháp này cần đòi hỏi các bạn một sự tỉ mỉ ghi chép. Và có phải là chỉ riêng người nữ không các bạn, mà ở đây là chúng ta cần có sự kết hợp của cả hai, đúng không? Nếu như người nữ ghi chép lại mà người nam vẫn cứ ham muốn, vẫn cứ mong muốn và không tránh những các ngày đó, thì chúng ta rất dễ là bị vỡ kế hoạch, đúng không các bạn? Nó thì cái điều này cũng cần sự kết hợp của cả hai, đòi hỏi trách nhiệm của cả hai, đúng không các bạn? Ok. Là chúng ta tiếp tục. Mình lại nói về cái phần chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ đấy. Thì các bạn cũng biết rồi, bắt đầu từ thời kỳ nào các bạn? Đó chính là cái giai đoạn hành kinh, là hiện tượng ra máu kinh. Đó là cái thời điểm mà chúng ta tính là bắt đầu một chu kỳ kinh nguyệt. Thì cái thời kỳ hành kinh này là thời kỳ các bạn sẽ thấy ra máu kinh, và chúng ta gọi cái giai đoạn này là giai đoạn dọn dẹp. Máu kinh này là những chất dinh dưỡng đã được chuẩn bị cho tế bào phôi thai. Tuy nhiên tế bào phôi thai không sử dụng đến, tức là trứng không được thụ tinh, nên sau đó thì tất cả đều bị thải loại ra ngoài và chuẩn bị một quá trình mới. Đó. Và sau cái giai đoạn hành kinh là đến giai đoạn gì ạ? Là đến giai đoạn gì các bạn? Đó chính là đến giai đoạn khô ráo, là thời kỳ chờ đợi. Chờ đợi cho việc chào đón trứng mới. Và thưa các bạn rằng là trong mỗi thời kỳ, trong một cái chu kỳ hành kinh á, thì có bao nhiêu trứng được dựng, có bao nhiêu trứng chín và bao nhiêu trứng rụng? Thông thường, nhưng thông thường là chỉ có một thôi, đúng không? Đó, chỉ có một trứng thôi. Người nữ sẽ có hai buồng trứng ở hai bên. Đó. Tuy nhiên rằng là chỉ có một trứng chín trong một chu kỳ hành kinh mà thôi. Đó. Đặc biệt cũng sẽ có trường hợp là hai trứng, đúng không? Chỉ trường hợp đặc biệt là sinh đôi đó. Còn bình thường ra thì là chỉ có một thôi. Đấy, khi mà có một quả trứng chín rồi thì là các quả khác tự động ngắt. Nếu không các bạn? Nếu các bạn hình dung cái vấn đề đó. Nên là chỉ có một thôi, một trứng. Còn chúng ta có hiện tượng sinh đôi cùng trứng hay là sinh đôi khác trứng á, đó, thì mình sẽ giải thích với các bạn cụ thể trong phần tiếp theo là về hiện tượng rụng trứng, đúng không các bạn? Và sau cái thời kỳ, chúng ta quay lại cái thời kỳ chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ, đó chính là sau cái giai đoạn thời kỳ rụng trứng. Đó chính là cái thời kỳ mà dễ thụ thai nhất, đúng không các bạn? Là chúng ta dựa vào quan sát chất nhầy, hiện tượng xuất hiện chất nhầy là cái giai đoạn mà dễ thụ thai, nên chúng ta đặc biệt chú ý cái giai đoạn đó. Còn sau cái thời kỳ rụng trứng, đó chính là cái giai đoạn vô sinh tuyệt đối. Thì cái giai đoạn này các bạn có thể gặp nhau có bất kỳ lúc nào. Nó cần giai đoạn trước, đúng không? Cái giai đoạn thời kỳ tiềm tàng á, thời kỳ chờ đợi á, thì chúng ta chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối mà thôi. Và chúng ta cũng phải chú ý quan sát cái hiện tượng chất nhầy, đúng không? Chỉ chúng ta chỉ có một nửa tháng là khoảng 14 ngày là vô sinh tuyệt đối. Nó
trong cả một cái chu kỳ của người nữ đó, tức là trong một tháng ấy, chúng ta có 14 ngày nha các bạn, 14 ngày chúng ta có thể thoải mái mà không sợ mang thai. Còn cái giai đoạn đầu của chu kỳ kinh nguyệt thì chúng ta cần phải chú ý, phải quan sát các hiện tượng của cơ thể để nhận biết cái thời kỳ nào là thời kỳ đó. Chúng ta phân chia 3 thời kỳ, các bạn nhớ chưa? Các bạn nhớ chưa? Đó, thời kỳ thứ nhất là thời kỳ tiềm tàng. Đó, thì bao gồm thời kỳ hành kinh và thời kỳ chờ đợi. Tiếp theo là giai đoạn dễ thụ thai, là giai đoạn xuất hiện chất nhầy đó. Và giai đoạn cuối cùng là sau cái giai đoạn chính dụng, là giai đoạn vô sinh tuyệt đối. Ok các bạn. Đó, cơ bản nó chỉ là như thế thôi. Rất là dễ. Hình dung chúng ta, khi chúng ta hiểu được cái phần nguyên lý của nó ấy, thì chúng ta áp dụng vào việc quan sát rất là đơn giản thôi các bạn. Rồi bây giờ các bạn, vừa rồi hôm nay các bạn đã học được điều gì? Xin mời các bạn giơ tay cho ý kiến, chúng ta cùng nhau chia sẻ ít phút. Đó, bạn ấn tượng gì nhất với cái bài chia sẻ ngày hôm nay? Điều gì? Đó, chỉ một điều thôi. Đó, mỗi người sẽ có khoảng 30 giây chia sẻ về cái điều ấn tượng nhất trong bài học ngày hôm nay. Đó, mỗi người. Ok. Khi mà chúng ta học thì chúng ta cần phải ôn lại bài. Đó, và ôn lại bài cách tốt nhất là ôn lại bài ngay tại lớp như này, để chúng ta có thể nhớ bài ngay, đúng không các bạn? Còn nếu về nhà, nhiều khi chúng ta không thèm mở lại bài, không thèm mở lại sách vở. Đó, thì hôm nay mình, phương pháp của mình hơi khác với các thầy giáo khác, các giảng viên khác, đúng không các bạn? Đó, thì ở đây chúng ta cùng nhau trao đổi luôn, ôn bài lại ngay tại lớp. Rồi bây giờ mỗi người có 30 giây, xin mời các bạn cùng giơ tay phát biểu. Nếu mà không phát biểu thì thôi, lần sau mình không muốn chia sẻ nữa đâu các bạn ạ. Rồi, xin mời. Vâng, cảm ơn bạn Nam, xin mời bạn đứng lên phát biểu. Bạn học được điều gì ấn tượng nhất đó, trong ngày hôm nay? Ok, vâng, xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Và buổi học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình, những buổi học tiếp theo. Tạm biệt và chúc các bạn ngủ ngon.